Vùng đất cổ của tỉnh Thái Bình có ngôi đình uy nghi cổ kính, in dấu thời gian. Ngũ vị tổ sư nhà rèn, vương vua Trần, Trần Vũ Khứ Dánh Giặc. Nơi mà người dân quen với tiếng đe, tiếng búa từ thuở tấm bé. Lớn lên đã biết cầm cái búa, cái kìm rồi. Những âm thanh náo động của người thợ rèn bên bể lò rực lửa khiến làng quê lúc nào cũng súng sang. Ngôi làng An Tiêm, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, nổi tiếng đã trải qua hơn 1.000 năm hình thành và phát triển. Vào thế kỷ 13, An Tiêm ghi dấu là nơi rèn vũ khí cho quân đội nhà Trần chống giặc Nguyên Mông. Ngôi đình cổ kính, uy nghiêm của làng vẫn còn lưu danh những tên tuổi lẫy lừng, góp công lớn trong trận chiến oai hùng của dân tộc. Đình này là nơi thờ tổ tiên ngưỡng hai vị thành hoàng, góp công xây dựng đất nước, đánh giặc ngoại xâm. Thời Trần, các vị ngũ sư người rèn về đều là những người được vua Trần phong sắc. Thì người rèn truyền thống là có 5 vị và cũng từ đấy là có cái nghề rèn truyền thống ở nơi này. An Tiêm được ghi nhận là nơi có nghề rèn sớm so với các làng nghề trên cả nước. Mỗi giai đoạn lịch sử, nghề rèn của làng lại gắn bó mật thiết với những biến đổi của mảnh đất này. Nhưng chỉ có bể rèn của người An Tiêm chưa bao giờ nguội. Các mặt hàng của người xứ này làm ra nổi tiếng bày bán ở nhiều chợ phủ, chợ huyện, chợ làng trong tỉnh. Sản phẩm của tôi là hàng để phục vụ nông nghiệp và hàng gia dụng. Ví dụ như là con dao, cái cuốc, cái xẻng, cái liềm. Sản phẩm rất đa hệ chứ không phải là một cái. Nhưng chỉ chủ yếu là phục vụ, là cái gì phục vụ nông nghiệp. Giờ đây, khi về làng An Tiêm, khắp ngõ nhỏ đều nghe thấy âm thanh náo động của tiếng đập đe, đập búa, máy cắt gọt. Từng tốc thợ nhịp nhàng lao động bên những bể lò rèn rực lửa. Cái hàng dao An Tiêm của chúng tôi là nói chung là chất lượng. Dao của chúng tôi toàn bộ bằng thép nhíp và 100% bằng thép chứ không bao giờ làm bằng sắt. Làm bằng sắt là không bán cho ai. Đảm bảo độ bền, chắc và sắc về hình thức thì nó cũng là một cái phần quan trọng. Nhưng mà về cái chất lượng tôi là phải quan trọng. Cái này thì cũng chẳng ai dạy ai cả, toàn gia truyền, cứ người nọ bảo người kia thôi chứ chẳng ai cầm tay ai dạy ai cả. Giữa trăm nghề, ít có nghề nào vất vả như nghề rèn. Giữa muôn người, chẳng nhiều người say với than bụi, dầu mỡ như người thợ rèn. Vất vả là vậy, nhưng người An Tiêm chưa bao giờ ngưng bể rèn, cái đe, cái búa. Yêu nghề thì mới làm được. Ông nào không yêu nghề thì không làm được cái gì cả. Cái nghề đúng là truyền thống, đấy là gắn bó, phải duy trì lấy nó, bởi vì không nó sẽ mai mốt đi. Làm thợ rèn vui như diễn kịch, dâu bằng than mọc lên bằng thích. Nghịch ở đây già trẻ như nhau, nên nụ cười nào có tắt đâu. Giữ nghề, yêu nghề và say nghề cả trăm nghìn năm như người thợ An Tiêm, quả thật là đáng quý và trân trọng biết mấy.